Đổ xô xem hoa thần trong lu nước chữa bách bệnh. Tin đồn lan xa, người đổ về nhà ông Phạm Minh Đương, ấp Uy Điện, xã Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu. Có ngày có tới 500 người để tới viếng thăm. Theo lời của ông Phạm Minh Đương, đã có một người ở chợ Kinh Tư, xã Điền Hải đến nhà để hỏi mua cả lu lẫn hoa với giá là 50 triệu đồng. Tuy nhiên thì vợ của ông là bà Nguyễn Tuyết Nhanh không bán mà chỉ để làm phước để chữa bệnh, cứu người. Bà Nhanh cho biết là ngày 5 tháng 1, gia đình phát hiện một bông hoa lạ trong lu nước nên nhiều người đồn thổi rằng đó là hoa thần có thể chữa được bách bệnh. Ban đầu thì bông hoa chỉ bằng cái ly nhỏ, cho đến nay thì đã bọc nhiều nhánh bằng cái tô lớn. Ngày 25 tháng Giêng, để bảo đảm an ninh và trật tự, Công an huyện Đông Hải tiến hành lập biên bản gia đình ông Đương. Theo những người lớn tuổi gần nhà của ông Đương, thì hoa thần mà nhiều người bàn tán xôn xao, thực chất ra chỉ là một dạng rong tảo nước ngọt, mọc nhiều nhánh nhỏ màu trắng ngà. Do lu kiệu đựng nước lâu ngày không chùi rửa nên mọc ra loại rong tảo trên.